Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1. Tổng quan về tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng năm 2022 nhâm dần. Nữ mạng năm 1967 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức dê lạc đàn. Mệnh Thủy Thiên Hà Thủy nghĩa là nước trên trời. Mệnh Thủy gặp năm 2022 mệnh Kim Bạch Kim, Kim sinh Thủy, Thủy được lợi tốt. Địa chi Mùi gặp dần, bình thường. Thiên can Đinh gặp nhâm, Đinh hợp nhâm, tốt sao chiếu mệnh, sao vân hán, hung tinh, chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh hỏa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi. Vận hạn, hạn ngũ mộ tiểu hạn, hạn mất của, hao tài, bất an. Vận niên, mã chúng đao. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022, không phạm kim lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2022, Phạm Hoang Ốc Ngũ Thọ Tử, bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Hai Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng. Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình. Nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân. Đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao vân hớn chiếu dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn, cãi vã. Về cơ bản thì sao vân hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Ba vận hạn năm 2022 của tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn. Chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió. Đề phòng hao tài mất của. Muốn tìm hiểu sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao, ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau. Ngũ mộ hạn xấu tồn tài. Thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình căn cứ theo ý tứ của câu thơ ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu gây tổn thất thiệt hại nặng nề về kinh tế tài chính bạc tiền trong năm người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của trong đó nặng nhất theo tuvinay com rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa đồ đạc dễ mua phải đồ không chất lượng đồ không tốt nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng có thể bị hỏng không được bảo hành bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư kinh doanh cơ hội kiếm tiền giảm đi rất khó có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa kiếm tiền đã khó giữ tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính ngoài ra việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình cổ nhân thường nói có thờ có thiêng có kiêng có lành những bạn nào có hạn ngũ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau để tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình thứ nhất nên tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà để phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng, khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng. Mã chúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế thì dễ gặp thất bại, bản mệnh tốt nhất là mũ ni che tay, không nên cạnh tranh với ai, việc mình mình làm. Trong năm gặp vận niên này bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phạt, công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn. Năm Tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm sung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân Tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm tị Ngọ Mùi. Gia chủ tuổi Đinh Mùi theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, kỷ Tỵ, canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có bốn dạng đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam phạm tuổi người Nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bản sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng là 56 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể kết hôn cưới hỏi. 8. Tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do dai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng là 56 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc ngũ thọ tử. Năm này bản mệnh nên tránh xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.